Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá Heo Hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 16 tháng 11 năm 2024 bất ngờ tiếp tục bật tăng thềm giải rác. Xu hướng giá heo hơi từ 60.000 đến 64.000 đồng ruột kg với miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên giữ nguyên. Còn miền Nam tiếp tục tăng nhẹ, cho thấy ảnh hưởng từ nguồn cung, dịch bệnh và nhu cầu tiêu thụ cuối năm đang dần gia tăng. Giá heo hơi tại miền Bắc, theo ghi nhận thị trường heo hơi miền Bắc đang giữ giá ổn định khá cao, đi ngang trong khoảng 62.000 đến 64.000 đồng ruột kg. Trong đó, Lào Cai và Ninh Bình đang giao dịch tại mức 62.000 đồng một kg, thấp nhất khu vực. Song song đó, heo hơi tại Hà Nội và Phú Thọ có giá cao nhất cả nước 64.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại trong không ghi nhận mới về giá. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cũng đang giữ ổn định cao và hiện không có biến động về giá. Hiện tại mức thu mua trong khoảng 60.000 đến 62.000 đồng một kg. 62.000 đồng một kg tiếp tục là mức giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Lâm Đồng. Qua khảo sát chung thị trường miền Trung Tây Nguyên cho thấy đa phần hầu hết các tỉnh thành đều có giá trên 60.000 đồng một kg, mức tiêu thụ tốt, nguồn heo không cao. Giá heo hơi tại miền Nam Khác với hai miền Bắc và miền Trung, khu vực miền Nam điều chỉnh tăng nhẹ, giao dịch trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng chuột kg. Sau khi tăng nhẹ một giá, tại Bến Tre và Sóc Trăng cùng đưa giao dịch lên 62.000 đồng chuột kg, cùng giá với Long An và Đồng Tháp. Giá heo hơi tại các tỉnh thành khác tiếp tục giao dịch ổn định. Có thể thấy thị trường miền Nam cũng đang có nhiều diễn biến tích cực, đặc biệt càng cận Tết giá sẽ càng tăng cao hơn. Để đảm bảo cân nối nguồn cung, cầu, nhất là dịp Tết Nguyên đán Ất tị 2025, nguồn cung thịt heo sẽ phải tăng thêm từ 10 đến 15%. Vì thế, đây là thời điểm các đơn vị chăn nuôi tập trung tái đàn. Nhưng muốn tái đàn bền vững, đảm bảo được nguồn cung thì công tác phòng ngừa dịch bệnh là yếu tố tiên quyết. Các địa phương khác vẫn đang giữ ổn định mức khá tốt. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay trở lại đà tăng tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, thị trường phía Nam điều chỉnh trái chiều. Theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi toàn quốc đang giao động trong khoảng 60.000 đến 64.000 đồng ruột kg. Với xu hướng hiện tại, các chuyên gia dự báo giá heo hơi có thể tiếp tục duy trì khả năng ổn định trên phạm vi toàn quốc. Một số khu vực có thể biến động nhẹ. Tùy thuộc vào nhu cầu tiêu dùng ở khu vực đó. Đặc biệt, trong bối cảnh dịp lễ cuối năm đang đến gần, các nhà chăn nuôi có thể bắt đầu chuẩn bị nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu tăng cao vào thời gian tới. Trong thời gian ngắn, giá heo hơi toàn quốc có thể duy trì ổn định. Tuy nhiên, với những dịp lễ lớn đang đến gần như giáng sinh và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thịt heo dự kiến sẽ tăng mạnh, có thể đẩy giá lên cao. Dự kiến trong giai đoạn cuối năm, giá heo hơi sẽ có xu hướng tăng cao hơn khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán. Các chuyên gia nhận định, nếu không có diễn biến bất thường về dịch bệnh, giá heo hơi có thể ổn định ở mức đến 68, 70.000 đồng kg vào cuối tháng 12, đặc biệt là tại các khu vực có nhu cầu tiêu thụ cao. Hiện, sản lượng lợn nuôi trong nông hộ nhỏ lẻ giảm còn 35-40%, đến 40%, sản lượng lợn nuôi trong hộ chuyên nghiệp và trang trại đã chiếm tới 60 đến 65%. Giá heo hơi trong nước hiện vẫn duy trì ở mức ổn định nhờ vào chính sách điều tiết hợp lý từ các tỉnh thành và ngành chăn nuôi. Người chân nuôi và thương lái nên theo dõi sát sao thị trường để có chiến lược điều chỉnh phù hợp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ thường có xu hướng tăng. Dự báo sắp tới, giá heo hơi có thể tăng nhẹ tại một số khu vực, đặc biệt là ở các thành phố lớn và vùng có nhu cầu tiêu thụ cao. Các chuyên gia cho rằng, nhu cầu thị trường đang dần tăng khi các nhà máy chế biến và chợ đầu mối bước vào giai đoạn cao điểm để đáp ứng nhu cầu cho dịp Tết Nguyên đán. Với nhu cầu tiêu thụ gia tăng vào dịp cuối năm, Giá heo hơi trên cả nước có thể sẽ chứng kiến mức điều chỉnh tăng thêm trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, mức giá heo hơi sẽ tiếp tục duy trì ổn định và có thể tăng nhẹ trong tháng cuối năm khi nhu cầu thị trường tăng cao. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến thị trường heo hơi trong thời gian tới. Trong trường hợp dịch tả heo châu Phi được kiểm soát tốt và nguồn cung ổn định, giá heo hơi có thể không có biến động lớn. Tuy nhiên, với tình hình biến động về giá thức ăn chăn nuôi và chi phí sản xuất Người chăn nuôi cần lưu ý điều chỉnh kế hoạch chăn nuôi phù hợp để tránh tác động tiêu cực đến thu nhập. Với tình hình dịch bệnh, thời tiết và các biến động thị trường nêu trên, giá heo hơi dịp Tết Nguyên đán 2024 có thể sẽ tăng, gây tác động lớn đến chi phí tiêu dùng của người dân và lợi nhuận của các hộ chăn nuôi. Theo các chuyên gia, sự tăng giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc và một số khu vực miền Trung có thể là do nhu cầu tiêu thụ tăng cao, nhất là khi giai đoạn cuối năm sắp đến nguyên nhân dẫn đến giá heo hơi tăng là do nhu cầu thịt heo vào cuối năm thường tăng cao do chuẩn bị cho các dịp lễ tết và sự gia tăng tiêu thụ thực phẩm điều này gây áp lực lên nguồn cung đẩy giá heo hơi tăng mạnh tại các khu vực có sức mua lớn như miền bắc và miền trung ngoài ra việc tăng giá còn phụ thuộc vào tình hình chi phí chăn nuôi nếu giá thức ăn chăn nuôi không giảm người chăn nuôi có thể điều chỉnh giá bán để đảm bảo lợi nhuận tuy nhiên trong dài hạn việc kiểm soát tốt dịch bệnh và ổn định nguồn cung sẽ giúp giá heo hơi không tăng đột biến bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Dịch tả heo châu Phi đang lan rộng, người chăn nuôi tìm giải pháp tình thế bán heo khi chưa đủ tuổi. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, heo nhỏ đã xuất hiện trở lại do tình hình dịch tả heo châu Phi phức tạp. Vì vậy, tổng đàn heo không riêng Đồng Nai mà các địa phương có chăn nuôi đều bị giảm. Đáng chú ý, khi các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bão, Người chăn nuôi đều dự đoán giá heo hơi sẽ tăng lên 70.000 đồng một kg nhưng thực tế đang giữ giá từ 62.000 đến 65.000 đồng chuột kg. Nguyên nhân là các trang trại ở những địa phương không ảnh hưởng bão lũ nhưng đối mặt với dịch bệnh nghiêm trọng nên heo chưa đủ tuổi bị đẩy ra thị trường. Theo các chuyên gia, thị trường heo hơi đang có xu hướng ổn định sau thời gian dài biến động. Một số địa phương có khả năng tiếp tục đi ngang trong những ngày tới khi thị trường dần ổn định. Tuy nhiên, biến động có thể xảy ra nếu nhu cầu thị trường gia tăng hoặc nguồn cung đột ngột thay đổi. Cuối năm thường là mùa cao điểm và dự kiến nhu cầu tiêu dùng sẽ phục hồi. Cụ thể, công tác tái đàn heo phục vụ thị trường Tết chủ yếu ở các trang trại đảm bảo điều kiện an toàn dịch bệnh. Hầu hết các trang trại này đều mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng khoảng 20% số lượng. Còn tại các hộ có heo mắc bệnh phải tiêu hủy hoàn toàn có tỷ lệ tái đàn bình quân thấp hơn cùng kỳ. Thời gian này, thời tiết mùa Tết thường lạnh và mưa bão, khiến công tác phòng dịch phải được chú trọng hàng đầu. Bà con chăn nuôi cần đảm bảo chuồng trại được khử trùng và vệ sinh sạch sẽ để hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Mặc dù người chăn nuôi vẫn có lời ở mức giá trên 60.000 đồng 1 kg, nhưng với tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều hộ vẫn lo ngại rủi ro mất trắng khi đầu tư tái đàn. Việc tái đàn heo cung ứng cho Tết Nguyên đán 2025 đã bắt đầu từ tháng 9 nhưng tại Đồng Nai hiện chỉ có khoảng 50% số hộ dân tái đàn. Số hộ còn lại chọn tái đàn vào giữa tháng 10, khi giá con giống có xu hướng giảm nhẹ. Như vậy việc tái đàn chậm hơn một tháng so với dự kiến có thể dẫn đến khan hiếm nguồn cung thịt heo trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đẩy giá thịt tăng cao. Hiện nay, giá heo hơi biến động thất thường cũng là một trong những lý do khiến người chăn nuôi rẻ rặt. Trước lo ngại nguồn cung thực phẩm cuối năm, nhất là đối với mặt hàng thịt heo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thiệt hại trên sẽ ảnh hưởng đáng kể đối với tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi. Để giải quyết nguồn cung thực phẩm từ nay đến cuối năm, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cùng vào cuộc để hỗ trợ người dân con giống, thức ăn, vật tư sớm phục hồi sản xuất và đáp ứng tối đa được nhu cầu thực phẩm. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, việc tái đàn đang gặp nhiều khó khăn do hàng ngàn hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh buộc phải di rời. Yêu cầu về giảm phát thải trong chăn nuôi cũng được nâng lên rất cao khiến chăn nuôi quy mô nông hộ khó đáp ứng được. Mặc dù hiện nay giá bán heo hơi vẫn mang lại lợi nhuận khá nhưng tình trạng khan hiếm con giống, Giá bị đẩy lên cao cũng là nguyên nhân khiến nhiều hộ chăn nuôi e ngại tái đàn. Một số chuyên gia nhận định, thị trường heo hơi trong nước đang chịu áp lực từ việc tái đàn sau các đợt bão lũ, cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cung heo giống tại các khu vực trọng điểm như miền Bắc và miền Trung. Điều này có thể tiếp tục đẩy giá heo hơi xuống thấp hơn trong ngắn hạn nếu nhu cầu tiêu thụ không phục hồi kịp. Sau đợt bão số 3 vừa qua, nhiều tỉnh, thành phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có ngành chăn nuôi, cần thời gian khôi phục sản xuất. Dự báo thị trường heo hơi vẫn tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian tới. Đây là cơ hội về thị trường cho người chăn nuôi đầu tư cho sản xuất vụ Tết. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và công ty chăn nuôi, nguồn cung thịt heo dự kiến sẽ chưa thể hồi phục ngay bởi việc tái đàn cần nhiều thời gian, lượng heo giống nhập khẩu năm 2024 khá nhỏ giọt. Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương khiến số heo bệnh, chết và tiêu hủy tăng. Ngoài ra, lượng nhập khẩu thịt heo không tăng mạnh so với cùng kỳ. Vì vậy mặt bằng giá heo dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến hết năm 2024. Dự báo giá heo hơi có thể tiếp tục neo ở mức cao đến giữa năm 2025. Lý do là tổng đàn heo đang ở mức thấp, việc tái đàn đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh đang phát triển trở lại ở một số địa phương. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 16 tháng 11 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo